Hello, ai đó? Ê, uống cà phê ăn hủ tiếu cho đã rồi cũng tính tiền mấy tính xu luôn à? À, chị Sáu, chị Sáu. Sáu ơi, xin lỗi Sáu nha, mấy bữa nay bận công chuyện quá không ra Sáu được á, em quên. Không Sáu bảy gì nữa mày ấy, mấy bữa rồi mấy tháng rồi, lúc đó anh chờ mỏ Sáu biết tới anh biết, anh thiếu anh cho nhìn, anh chịu được cả đời sao không sẵn đi anh. Trời ơi, thiếu có mấy tô hủ tiếu, có mấy ly cà phê, Sáu làm dữ vậy Sáu? Sao Sao rồi sao bây giờ là em có khách quan trọng á, Sao thông cảm cho em nha, em ngắt cuộc gọi rồi nha, mai mốt em ghé anh thanh toán Sao nha, có đập liền à, không có gì đâu rồi Sao, Sao đừng có buồn nghe Sao. Ờ tài bán tiền rồi bao nhiêu tiền rồi Sao giữ vậy Sao. Đẹp trai bảnh bao quá mà sao thiếu ra như đĩa vậy. À, em sẽ đi Sao nha, em sẽ đi nha. Đang quải mà nghe này bà tụng một hơi cái muốn nhức xương luôn à. Nữa không lẽ bà nữa sao? Hello, đúng rồi, Hứng đây, ai đó thế sao? À có show diễn hả? Dạ, dạ thưa, mặc dù hiện nay đó là show của tôi đó là kín hết rồi, nhưng mà vì ông có lòng gọi tới á, được rồi à, tôi giúp ông mà, chừng nào? Tối nay à? Trời đất ơi, bây giờ gọi tối nay diễn liền. À thôi được rồi cũng được đi ha. À, thông cảm ông, được rồi tôi giao trước nha. Hãy tôi tới là tôi ưu tiên tôi diễn liền nha, tôi còn chạy show nữa đó, tôi không có chờ được đâu. Rồi nhưng mà tối nay diễn ở đâu? Khoan, chờ tôi lấy giấy viết tôi ghi địa chỉ hả? Cái gì? Ở lẩu quán Cá Kèo hả? Trời, biểu diễn khiêu vũ mà diễn trong lẩu quán Cá Kèo sao? Tôi hiểu rồi. Sinh nhật của bạn gái ông mà bạn gái ông lại mê khiêu vũ, đúng không? Nhưng vậy sao không tổ chức sinh nhật ở vũ trường mà lại chọn quán lẩu Cá Kèo? Sao? Đang kẹt tài chính à? Tôi hiểu rồi. Mà ban nhạc nào vậy? Cái gì? Không có ban nhạc. Vậy tôi làm sao nhảy? Cái gì? Vậy bằng mắt cái sết hả? Trời ơi. Thôi được rồi, tôi sẽ ráng giúp ông, nhưng mà bồi dưỡng thêm chút đỉnh nha. Rồi ok. Rồi tối gặp. Thượng đế ơi, ngài nở lòng nào đẩy một tài năng nhảy nhót như con người vào cái bít lẩu Cá Kèo quỷ trời. Gì nữa đây? Ai vậy? Chờ chút. Xin chào. Cần gì? Dạ xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Hỏi thăm? Hỏi thăm gì? Thăm ai? Dạ tôi muốn hỏi thăm đây có phải là nhà của vũ sư Nguyễn Hứng không à? Hỏi đây làm gì? Dạ tôi là quản lý ở vũ trường, muốn mời vũ sư Nguyễn Hứng hợp tác làm ăn. À vậy à? Ông là quản lý của vũ trường? Dạ. Chờ một xíu nha. Wow, rất hợp với dáng anh. Trời ơi, sao hồi nãy ăn mặc như ăn mày, giờ như bà tiên vậy nè. Quên, như tiếng ông vậy nè. Nè, có phải là vũ sư Nguyễn Hứng không? Chứ còn ai nữa? Còn ông. Ừ. Cảm phiền ông ngồi chơi ha. Giới thiệu lại cái coi. Là giới thiệu cái menu của mình coi. Cái menu là cái gì? Là cái tên đó. Làm quản lý vũ trường mà không biết Wizard Menu gì hết.
À, xin lỗi, đại vũ sư trộn tiếng Việt với tiếng English đó, cho nên tôi nghe không có kịp. Dạ, xin giới thiệu, menu của em là má mì túi tuyết. Ông là má mì? Má mì chính hiệu đó nghe. Mà sao nãy giờ vũ sư cứ kêu em bằng ông hoài à, nghe nó phong vênh thế nào á. Vậy chứ kêu bằng gì? Em thích kêu bằng cô hay bằng bà cũng được. À, thì ra là boy like girl. Dịch sim còn có dịch sim like mà. Em ở cái like đó đó anh. Vậy hả? Dạ. Tôi bận lắm, không có nhiều thời gian rảnh đâu. Bây giờ bà má mì ngồi ngồi đây ha. À, ngồi xuống đi, vô thẳng vấn đề ha. Hợp tác làm ăn làm cách nào đây? Dạ, cụ thể là như thế này. Thế nào? Nghe em đọc nè. Kính thưa vũ sư, theo đánh giá của nhiều người chuyên gia về kinh doanh thương mại vũ trường cho biết, hiện nay vũ trường mọc lên rất nhiều, phải nói là nhiều như mưa bong bóng, cho nên em muốn vũ trường của mình phải có sức hấp dẫn đặc biệt, phải có những chiêu thức mới để thu hút khách. À, bà nói tôi khó hiểu quá. À, có thể là bà muốn khách thật đông trong vũ trường bà chứ gì? Dạ đúng vậy à, em muốn lùa khách, lùa thật nhiều khách vào vũ trường của em, càng đông càng tốt anh à. Rồi sao? Kính thưa vũ sư, bức bách từ yêu cầu phải tăng doanh thu, tôi muốn dàn vũ nữ của tôi phải có một trình độ nhảy siêu đẳng nhất, cho nên từ lâu tôi luôn cố đi tìm cho được một chuyên gia nhảy nhót để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh quyết liệt này. Thôi, bà làm ơn mà dẹp cái bài diễn văn đó đi, nói bình thường ngắn gọn thôi, chuyên gia nhảy nhót là tôi nè. À, mà sao biết tôi vậy? Dạ, em biết được là nhờ cái này. Ủa? Ở đâu bà có cái này? Tấm cạc mà viết này đó là tôi in cách đây là hơn 10 năm rồi mà. Hèn chi nó cũng mềm. Dạ thưa, tấm cạc viết này là do bà bán xôi đưa cho em đó chứ. Ủa? Bà bán xôi làm sao có cái cạc của tôi? Càng nói em càng tức cười à. Anh biết sao không? Tại tôi mua xôi bắp ăn mà hết muỗng rồi, cho nên bà đưa cái tấm cạc visit này cho tôi xúc để ăn xôi. Nhìn vô thấy dòng chữ vũ sư Nguyễn Hứng, chuyên huấn luyện vũ nữ chuyên nghiệp giá bình dân, nên thử tìm tới đây để coi mặt vũ sư đó mà. À quên nữa, sẵn đây cho tôi hỏi thăm luôn nghe, cái dòng chữ nhỏ xíu ở dưới góc tấm cạc này là chữ gì vậy vũ sư hả? Bởi vì bây giờ nó mờ quá, tôi đọc không có được. Ờ, đó là dòng quảng cáo đặc biệt có nhận quét vôi thông ống cống rút hàm cầu. Chà, sao cấp rài tôi hay tuột máu quá. Bà có sao không? Không sao. Tuột xong tôi chỉnh lại được liền à. Mà vũ sư à, coi như là vũ sư kim luôn làm tập vụ hả? À, không, cái đó là tôi kinh doanh thêm thôi. À, thôi bây giờ mình trả lại vấn đề ha. Dạ. Bà tìm tới tôi là bà sáng suốt lắm đấy nha. Dạ. Trời ơi, cái tên tuổi tôi mà ai không biết. Dạ, ủa mà sao tôi không biết? Ủa, bà làm má bây giờ bà không biết. Ờ, không biết phải rồi. Chỉ có vũ nữ biết tuổi thôi chứ. Dạ. Vũ nữ biết vũ sư. Dạ, nói thiệt vũ sư đừng giận em nghe. Em chỉ biết danh tiếng của vũ sư Nguyễn Hưng thôi, chứ chưa bao giờ em nghe chữ Nguyễn Hưng cả. Trời ơi, tưởng ai xa lạ. Nguyễn Hưng với tôi là chung một chỗ mà. Vậy sao? Ờ. Ủa, chung một chỗ là sao? Là coi như hai người cùng một lò, cùng một thầy hả? Khác lò, khác thầy, nhưng mà sanh cùng một nhà bảo sanh. Trời ơi. Bởi vậy đó là bà thấy tôi với Nguyễn Hưng đó, giống nhau không? Dạ đâu có giống. Tôi biết Nguyễn Hưng giàu lắm nha, còn vũ sư coi bộ hơi bèo à. Bà đừng có nhìn một cách thiển cận như vậy ha? Phải nhìn cái chung chung nhau, phải tìm hiểu nữa. Nguyễn Hưng là Nguyễn Hưng, còn Nguyễn Hưng là Nguyễn Hưng. Hưng thích đi xe hơi, Hưng thích đi xe buýt. Ừ. Hưng thích ăn thịt, Hưng thích ăn chay. Hưng thích đeo dây chuyền, Hưng thích đeo dây còng. Vậy thôi. Gì? Còng của cảnh sát hả? Đâu đâu phải, trời ơi, còng thì dây kiền đó, đeo kiền mày biết không? Nó không phải tự cao chứ. So với người Hưng á thì tôi phải cao hơn một bậc. Ủa, cao hơn chỗ nào? Nổi cái tên thôi. Ha, là thấy cao hơn rồi. Sao? Nguyễn Hưng đọc nghe nó bình thường, thế không có gì đâu mà quan trọng đâu. Còn Nguyễn Hưng, Hưng là dấu sắc đó, là thấy bà thấy quan trọng không? Đó, thấy cái âm điệu lãnh lót chưa? Nguyễn Hưng. Nguyễn Hưng ai mời biểu diễn là nhận tiền liền. Còn tôi phải hứng tôi mới nhận lời. Không hứng là từ chối.
Bởi vậy tôi có tên là Nguyễn Hưng. Dạ, vậy lời đề nghị của tôi có làm vũ sư thấy hứng chưa? Hứng chứ. Thôi, không sao hứng được. Không hứng nói sao? Bà chỉ cần hợp tác với tôi chừng một tháng thôi là vũ trường của bà nổ tung lên liền. Trời ơi, nghe mất hồn. Ủa, vũ trường nổ thì lấy gì tôi làm ăn? Nổ đây là nổ, là có nghĩa là đông khách đó bà ơi. Khách tới đông là nứt vách vũ trường rồi, chịu không nổi nó mới nổ tung thôi. Lúc đó ma mì tha hồ hốt bạc về. Vậy là vũ sư đã nhận lời hợp tác với tôi à? Yes. Vậy thì mời vũ sư ký tên vào tờ cam kết. Cam kết gì? Xin vũ sư nghe cho rõ. Điều một, vũ sư có trách nhiệm phải huấn luyện cho vũ nữ có những điệu nhảy rất hấp dẫn, bốc lửa để khách tới vũ trường khi thấy vũ nữ phải phát sốt. Cái đó là nghề của tôi thôi. Điều hai, khi bước chân vào vũ trường, vũ sư phải tắm rửa sạch sẽ. Cái chuyện tắm khỏi nhắc, tôi đâu có ở dơ đâu mà mấy người lo hả? Dạ, vũ sư thông cảm, lời thật thì mất lòng. Tại mấy em vũ nữ nó than phiền nên phải ra quy định như vậy thôi. Than phiền sao? Tụi nó nói mấy ông vũ sư ít tắm lắm mà lại xiên chải đầu. Ê, vũ sư chứ không phải mấy nghiền xì ke ít tắm nghe ông nội. Mấy nghiền xì ke mới ít tắm xiên chải đầu. Vũ sư bình tĩnh nghe tiếp điều 3. Vũ sư cần lưu ý khi vào vũ trường, khi cần mua thuốc lá thì phải trả tiền liền. Uống rượu, uống bia, uống nước suối cũng phải trả tiền liền. Nói chung, hễ vũ sư kêu gì thì phải tính tiền liền ngay tức khắc. Ê, cái điều này tôi thấy kỳ cục quá vậy ta. Bộ sợ tôi ăn quệt hay sao? Dạ không phải, tại có lần tôi cũng mời một vũ sư tới dạy cho vũ nữ nè. Trời ơi, vậy là mất hồn với ông. Dạ em cũng mất hồn vậy, từ từ để em nói. Anh biết không, thằng chả hễ tới á là kêu thuốc lá, kêu rượu bia tá lả. Lúc tính tiền thì hẹn ngày mai, ngày mốt nè, hẹn riết rồi cái dông luôn à. Đợt đó nghe, tôi bảo lãnh cho thằng chả, thành thử dính cháu, bị trừ hết 6 tháng lương luôn đó. Nè, bà dòm kỹ mặt tôi đi nghe. Vũ sư Nguyễn Hứng chưa bao giờ ăn thiếu ăn giật ai bây giờ nghe chưa? À, xin lỗi bà ngồi chờ chút xíu ha, tôi có điện thoại chút ha. Đó bà thấy không? Số tôi nhiều lắm. Một ngày mà tôi nghe cái ngàn cú điện thoại nhất nhất cái lỗ tai luôn á. Chắc tôi phải đi khám tai mũi họng quá. Alo? Alo, xin lỗi, lộn mãi rồi. Vậy đây là ở đâu? Mô Phật, đây là chùa Pháp Hoa. Dạ, xin lỗi thầy, dạ con nhầm số. Đâu thấy không? Tao số tôi nhiều lắm, mới từ chối, tao đã đụng số, từ chối liền nha. Đó, bởi vậy. Phải trời, xin lỗi ông nha, xin lỗi nha. Hello? Mô Phật. Lại nhầm số nữa à? Dạ, xin lỗi thầy, sáng nay sớm xác đi đòi nợ mà cứ nhầm vô chùa này. Xin lỗi thầy nhé. Thí chủ ra wrong number. Mô Phật. Hai, từ chối nữa. Thay ra một ngày không biết từ chối bao nhiêu số hết trơn rồi. Tôi biết mà. Tôi biết thầy nhiều xô lắm, nhưng mà má mì túi tuyết cứ thắc mắc hoài. Không hiểu tại sao thầy nghe điện thoại mà thầy cứ lén lén lúc lúc giống như ai đòi nợ vậy. Đâu có, đâu đỡ gì. Tại tôi sợ khán giả tới ái mộ, xin chữ ký đu mệt lắm. Thì... vậy sao? Dạ, còn cái điều cuối cùng, để tôi trình bày luôn với thầy. Điều gì nữa? Cấm vũ sư không được dê dãng sờ mó dụ dỗ vũ nữ. Ê, cái này tôi bất mãn lắm nha. Tôi là vũ sư. Ông nhớ, vũ sư Nguyễn Hứng. Tới vũ trường dạy vậy, tôi là thầy rồi, phải không? Vũ nữ là vũ nữ, tôi là thầy là thầy. Vũ nữ là trò thôi, không lẽ thầy thì sợ mó trò? Dạ, nói vậy chứ không phải vậy. Tại vì lúc trước á, có mấy tay vũ sư về luyện một thời gian thì dê luôn vũ nữ. Có khi dẫn vũ nữ trốn biệt luôn. Cũng có khi trốn một mình rồi để lại vũ nữ ôm cái trống. Vũ nữ mà ôm cái trống thì vũ sư nghĩ coi còn nhảy nhót được cái gì nữa. Thành thử cấm luôn cho nó chắc ăn. Chứ gà người ta nuôi cho mập, không lẽ để vũ sư mần thịt ăn khơi khơi sao? Đâu có được. Ông nói ông dòm tôi lý liếc tôi hoài không?
Dạ, tại vì thấy cái tên vũ sư là Nguyễn Hứng, tôi sợ thầy Hứng bất chợt là chết tôi luôn á. Coi vậy chứ không có sao đâu. Dạ, đề phòng cho nó chắc ăn vậy đó mà. À, vậy là tốt chứ có gì đâu. Dạ, nếu vũ sư thấy Hứng thì ký tên luôn giùm tôi đi. À, khoan đã. Nhưng mà có cái chuyện thù lao thì sao? Nè, nhìn kỹ tôi nha. Nhìn kỹ đi. Vậy em đang nhìn anh đây. Anh cao hơn em đấy nha. Biết rồi, trời ơi, vũ sư mà. Dạ. Tôi chỉ tính tiền đô thôi nha. Dạ, về khoản này thì vũ sư cứ yên tâm. Tôi làm má mì lâu năm rồi, biết chơi lắm. Vậy là tốt quá. Cứ tính theo đầu người. Mỗi ngày vũ sư tới dạy thì mỗi vũ nữ phải trả một đô. Cái gì? Một vũ nữ có 1 đô à? Dạ. À mà vũ trường có đông vũ nữ không? Không biết có đông không mà lạc vô cái tưởng lạc vô động bàn tơ không vậy đó. Bao nhiêu? Mấy trăm em lận. Mấy trăm? Nói thiệt nha, tôi làm má mì mà đếm không xuể. Tên tụi nó tôi còn không nhớ hết luôn à. À, khoan chờ chút xíu để suy nghĩ nha. Mấy trăm vũ nữ. Tính ra là mỗi ngày mình có mấy trăm đô. À đây bà ơi, mặc dù thù lao như vậy ra cũng chưa cao, thấy không? Đối với tôi thì chưa cao lắm. Dạ. Nhưng mà tôi rất nể bà. Thôi được rồi, bà đã có công tới đây tìm tôi, coi như tôi nhận lời đó. Dạ, nhưng nhận lời thì vũ sư làm ơn ký tên vô giùm. À, đã chữ ký tôi như rồng bay phụng múa. Dạ, chữ ốm nhôm ốm nhách mà nó lạng lạng, nó lượng lượng, nó thấy ghét quá. Thôi vậy là xong nha. À, mà còn một điều quan trọng nữa cần phải công bố rõ ràng sau khi ký tên. Ủa sao cái quan trọng hoài vậy? Dạ nhiều điều quan trọng lắm chứ. Là sau khi ký tên vào bản cam kết này mà vũ sư không thực hiện việc huấn luyện cho các vũ nữ thì phải tự nguyện gửi lại cho vũ trường. Cái gì? Một cặp giò. Trời ơi, tôi vũ sư mà gửi lại cặp giò, rồi có bù lại tôi gì không? Có chứ. Bù lại vũ trường sẽ tặng cho vũ sư. Cái gì? Một chiếc xe lăn. Ghê vậy bà. Có gì đâu ghê. Cái đó là để đảm bảo chữ tín trong công việc làm ăn vậy đó mà. Tôi muốn rút lại ý kiến hợp tác gì được không? À bây giờ tôi mới nhớ nè, trời tôi còn nhiều show diễn lắm à, không có thời gian dạy vũ nữ đâu. Show gì? Không lẽ tới vũ trường dạy vũ nữ nhảy không bằng đi chạy show ở mấy cái quán lẩu cá kèo sao? Cái gì bút xa là gà chết. Thôi tôi tuyết bay nha. Bà ngoại. Vũ sư ơi, em mừng quá à. Em đã thành công rồi. Bây giờ em đã có những bước nhảy quá điêu luyện, quá chuyên nghiệp. Vũ sư ơi, vũ sư hãy hãnh diện lên, vì vũ sư đã đào tạo được một vũ nữ học trò có trình độ nhảy mang đẳng cấp quốc tế. Bà ngoại luôn. Đúng rồi, hãnh diện lắm. Nè nè, nhớ đó, có ai hỏi học thầy nào hả, đừng có chỉ tôi nha, đừng nói tên tôi nha. Ủa sao vậy vũ sư? Tôi sợ các vũ sư khác ganh tị chứ sao. Nè nói thiệt đi, hồi nãy giờ nhảy hay là mượn cái giò của ai nhảy vậy? Trời đất ơi, nói thiệt anh nghe coi, hồi nhỏ em có bị tật gì không? Dạ không. Không? Đâu có gì đâu vũ sư. Đâu gì hỏi cha mẹ em đợi đi, có hồi nhỏ em có bị xe đụng hay trèo cây gì té gì không? Không có mà. Không có sao mà hai cặp giò em lúc nhảy đó cái là cẳng cây vậy? Trời đất ơi, rất là đơ rồi đó rồi đó. Nhảy vậy mà dám đặt cho mình cái tên là Mộng Lambada đó. Ủa? Mộng Lambacay á. Nói vậy chứ suốt cái tháng nay công em miệt mài tập nhảy, tập mà mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra xối xả, gì là công cốc hơn vũ sư. Ủa bộ cô tưởng làm vũ nữ dễ lắm hay sao? Dạ thì má mì nói dễ cho nên em mới bỏ cái nghề chèo đò mà đi theo nghề này do má mì dạy cho bộ. Trời ơi trời, chèo đò mà lên làm vũ nữ. Nè, không có giờ trở về chèo đò tiếp đi em.
chèo đò đâu có giống như nhảy đầm đâu. Ủa vậy sao má mì nói với em là giống y chang mà? Trời ơi, chèo đò thì em làm động tác vậy đâu, à, vậy đúng không? Vậy này đó. Má mì nó chỉ cần áp dụng kiểu chèo đò vô điệu nhảy cha 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 là y chang à, đó thấy không? Kết hợp nè, cha 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 với chèo đò nè, đó thấy không? Dễ ợt hả? Còn điệu tango thì sao? Thì cũng giống như chèo đò vậy đó, nhưng khác chút xíu là mình tưởng tượng lúc bẻ lái để tránh cho mấy chiếc ghe trước mặt nè, vậy nè đó, đó, vậy nè đó thấy không? Dạ không? Trời ơi, thấy không? Quá dễ thấy không? Đó, ghe nè, né bên phải nè, né bên trái nè, bẻ lái nè, thấy chưa? Biết chèo đò là biết nhảy đầm liền à, hai trong một là biết liền luôn vậy đó. Trời ơi, tôi nói chuyện cái nhỏ này chắc hồi tôi khùng luôn quá. Rồi, có gì điệu cha gì điệu tango giống như chèo đò đi. Nhưng mà còn điệu lambada thì đâu có giống chèo đò chút xíu nào đâu. Trời, lambada thì cũng là chèo đò luôn chứ còn gì nữa. Rồi sao? Chỉ khác là lúc đó bị nước xoáy quay vòng vòng vậy nè. Em nghiên cứu kỹ lắm rồi. Để em làm cho vũ sư coi nè nha. Thấy không? Vẫn nhảy chèo đò thấy không? Mình kết hợp vô lambada thấy không? Lúc đầu đò bị lắc nhẹ nhẹ nè, sau đó gió mạnh nè, gió mạnh nè, nước xoáy chảy xiết nè, đò lắc mạnh rồi quay vòng vòng nè, quay vòng 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 dạ, đó gió thôi, mạnh thôi, nữa thôi. Đò quay nhanh hơn, ráng chèo, ráng chèo, ráng hay quá. Lambada mà cũng có nằm lăn quay vậy sao? Thì đò gặp nước xoáy quá cuối cùng cũng phải bị lật chứ. Trời ơi là trời, như tôi nếu tôi biết cô làm vũ nữ thì tôi không có theo cái nghề làm vũ sư này rồi. Thà là tôi để cặp giò tôi đạp xin lô còn sướng hơn nữa trời. Ủa nói vậy em không có năng khiếu chút nào hả vũ sư? Nói tóm lại hoàn toàn không. Còn chút tia hy vọng mong manh nào nữa không vũ sư? Nói tóm lại tuyệt vọng rồi. Nếu như em cố gắng, gà không thể bơi được. Vậy em muốn làm vũ nữ, vũ trường sẽ giăng teo, ai cản em cứ nhảy, coi chừng khách nổi khùng. Tương lai em về đâu? Về chèo đò chứ về đâu. Tóc đi em, tóc chỉ dơi hờn giữa tuổi. Tại sao tôi không thể trở thành là ả ca dê nhà hàng Maxim? Nhà hàng Maxim, nếu nhận cô vô làm vũ nữ thì sớm muộn gì cũng trở thành nhà hàng mắc nợ. Trời ơi, sự thật phũ vàng quá. Trời ơi trời, à, chuyện gì, chuyện gì vậy, chuyện gì, chuyện gì mà con mộng lambada khóc như mưa bão vậy? Chuyện gì? Trời ơi, tại sao tôi hỏi mà giống như gió vào nhà trống vậy? Không ai trả lời tôi hết là sao? Bà hỏi ai? Bà hỏi ai mới nói tên người đó chứ? Bà hỏi trống ai biết ai mà trả lời? Mộng, nói cho mọi nghe, tại sao con lại khóc? Tại sao? Má mời. Ngày má đau làm sao khi nhìn con tâm thân giải dầu cực khổ, má đây mới đem con về cho con sướng vui với đời vũ trường kiếm tiền đêm đêm. Đô la mấy trăm một ngày. Vũ sư, ông nói đi, tại sao con gái tôi lại khóc nức nở như mưa rơi vậy? Ông nói đi, tại sao? Tôi nói lên đây với tất cả chân thành của ngày mình quen biết. Phô quá. Cái gì phô?
Ông hát như vậy là bị chinh với bài của má con tôi hát rồi ông à. Ủa, hai người hát bài gì vậy? Lý Chiều Chiều, bài đó hai mẹ con tôi ngẫu hứng sáng tác hát chơi vậy được không? Trời ơi, khóc mà cũng bị đặt sáng tác hát bài Lý Chiều Chiều nữa. Thôi để tôi nói luôn cho nó lẹ nè, cô Mộng này không thể trở thành vũ nữ được đâu. Nó, má nghe chưa? Nè, tại sao nó không thể trở thành vũ nữ được? Vũ nữ phải có lỗ tai chứ. Đó, nó có lỗ tai kìa. Nhưng mà lỗ tai thì nghe đâu phải là để nghe nhạc. Lỗ tai của cô này không phân biệt được nhạc đâu. Đừng cá lộn, lỗ tai để chào đò thôi. Nó, má nghe chưa? Chưa hết nữa, vũ nữ cần phải có cặp giò. Đó, thì nó có đủ cặp đó, chứ đâu có thiếu giò nào đâu. Cặp giò này không phải để nhảy. Vậy chứ để làm cái gì? Cặp giò này để phục vụ cho khoa học nè, giúp ích cho nhân loại á. Ủa, vì cặp giò của tôi lớn lao vậy sao? Nhưng phục vụ khoa học là làm gì vậy vũ sư? Để thí nghiệm các loại thuốc sức khỏe. Hả? Má ơi, cuộc đời của con sao bi quan quá vậy má ơi? Chắc con phải giả từ má để quay lại bến đò xưa rồi. Mộng, 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 Mộng nghe má nói nè Mộng. Mộng đi rồi Mộng, Mộng gì nữa ông ơi? Cứ với theo với ông kìa, nó vuột mẹ nó rồi. Trời ơi Mộng ơi, nghe má nói nè, bình tĩnh đi con ơi. Đi xa lắm rồi. Thì cũng đang với nè. Với hoài. Mộng ơi, má khổ. Mà cũng tại ông nè vũ sư. Vậy? Tôi trả công cho ông là để dạy vũ nữ nó nhảy, chứ đâu phải là mướn ông tới đây ông bình phẩm tụi nó làm được vũ nữ hay là không. Nhưng mà vũ nữ tối dạ quá thì phải cho tôi nói chứ. Tập tành suốt cả tháng trời mà không có tiến bộ gì hết. Tôi quậy lắm ông ơi. Một tháng không được thì hai tháng, hai tháng không được thì ba tháng, ba tháng cũng chưa được thì sáu tháng. Ông dạy, ông ăn công theo ngày cơ mà. Mỗi đầu người ông ăn một đô la lận cơ mà. Một đô la lận. Nói ta ăn tiền cái rồi là bằng đô la nghe nó phát ham lắm. Lúc đầu ai cũng tưởng mình trúng bánh á. Ông coi có ai rộng rãi bằng tôi đâu. Đúng rồi, bà rộng rãi lắm. Nhưng cả tháng này á, tôi dạy mấy người đó, bà tính đi. Có một người ha. Lúc đầu bà nói vũ trường mà mấy trăm vũ nữ, tôi mới chịu ký hợp đồng. Ai về chỉ có một móng vũ nữ thôi à. Mỗi ngày lãnh một đô la. Bà nghĩ coi, ăn bánh mì còn không đủ làm sao mà tiền đâu gửi xe hả? Thì tôi đâu có ngờ sự việc nó tệ hại đến như thế cơ chứ. Tự nhiên cái đứa thì bị xe tông, đứa đi lấy chồng, đứa bị viêm họng, đứa bị trẹo hông, đứa hút hít bị còng, đứa thì trong bụng có nhi đồng, đứa giật hụi rồi vong, đứa thì té sông, đứa thì bị bơm mông. Ủa, bơm mông sao nhảy không được hả? Tại nó bơm nhiều quá lố thuốc nên bị nặng, nhảy không nổi. Đúng là không ai cãi lại cái miệng má mì. Thôi đừng rên rỉ nữa, tôi mới kéo được mấy con nhỏ ở vũ trường khác về đây rồi. Vũ sư cứ yên tâm đi, ngày mai ít nhất ông cũng có ba đô. Ba đô? Mang tiếng là vũ sư độc quyền của vũ trường mà trơ mỏ. Thôi tôi không có thời giờ đây mà lằng nhằng với vũ sư nữa đâu. Vũ trường có một đứa vũ nữ à, mà cũng không biết cưng nữa. Nó mà bỏ đi một cái nghe thì một xu cũng không có, đừng nói chi là một đô. Mộng, Mộng Lâm bà Đa ơi, con ở đâu vậy Mộng ơi? Mộng chàng qua phục vụ cho chai bia coi. Thôi, khỏi, quên, ta đâu có tiền đâu mà trả. Chú em đi kêu má mì tôi tiết cho chị gặp coi. Trời ơi, quỷ này lì quá ta. Kêu chú mày chứ kêu ai còn ngó tới ngó lui. Tôi giọng ở trong mặt bây giờ. Tôi. Trời đất ơi, vũ trường thì không có vũ nữ, có thằng nhân viên mà cũng bị điếc nữa. Mẹ tôi tuyết nè, tới số mạc rồi. Nè cô ơi. Hết thời rồi. Cô. Gì? Tôi không có bị điếc đâu, mà coi chừng chính cô bị đuôi á. Nhìn kỹ đi, mặt này không phải là nhân viên đâu, nhìn kỹ coi. Vậy cái mặt của mày là mặt gì? Vũ sư. Trời. Nếu cô em là vũ nữ thì phải biết danh vũ sư Nguyễn Hứng. Nguyễn Hưng. Hưng đây. Nguyễn. Lẹ.
Lẹ bán mỹ nghiệp này sao? Lẹ trở lại chuyện hai chúng mình khi anh với em vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ thân nhớ không em? Ngày đó em đẩy xe mấy ghim đi bán đó, từ sáng tới khuya, tóc em cháy nè, chân em chai, da em đen, người em có mùi phèn. Nếu không gặp được anh thì đời em sẽ ra sao? Tôi nhớ rồi, một đêm khuya đi đẩy xe máy ghim qua một đường phố không đèn, bỗng dưng tôi cán qua mình một thằng say rượu đang nằm lê lết. Thằng say rượu đó là anh. Thế là đêm đó chiếc xe máy ghim trở nên nặng trĩu vì phải chở thêm thằng xỉn nó về nhà. Từ đó mình yêu nhau. Nhờ anh dạy cho em mà em mới biết nhảy, đúng không? Đúng rồi, và nhờ anh, vì gặp anh mà tôi cũng thiếu nợ nhiều hơn. Và đời em bắt đầu thay đổi. Em đã giả từ chiếc xe bán mỹ ghim. Không, không phải giả từ, mà chiếc xe đó bị người ta xiết. Rồi anh sẽ khuyên em đi làm vũ nữ. Còn anh, còn anh thì trời ơi, làm một cái việc cao cả, không chịu đi làm gì hết, ở nhà ăn không rồi. À, khi có tiền em lại bỏ rơi anh. Đúng. Không, không phải tôi bỏ rơi anh, mà là anh gom tiền tôi anh bỏ trốn. Hả? Khiến cho tôi nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm, lửa ngùng ngục lúc gọi yêu về tim. Con đường tình sự năm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu chân, đường chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chăng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Lẽ à, đến tận bây giờ đó anh vẫn nhớ em mỗi đêm luôn, đêm nào nằm mơ cũng thấy em. Anh mong ước một ngày nào đó anh sẽ gặp lại em để cùng cất lên tiếng hát về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình thôi bao... Tôi đâu có ngu, tôi đâu có dại. Trời ơi, nối lại tình xưa để tôi tiếp tục còng lưng nuôi ông nữa hả? Xưa rồi hứng ơi. Ừ thì em muốn nối lại tình xưa là thôi. Anh bày giải tấm lòng mình để cho em biết là anh còn thương em. Chứ bây giờ anh cũng là người có sự nghiệp mà, ha, có danh giá chứ bộ, ha. À, vậy người danh giá kêu nước gì cho tôi uống coi, khát lắm rồi. Vậy à? À, em muốn cái gì? Rẻ tiền thôi, cam vắt. À, phục vụ. À, em thích uống gì thì ngồi cứ tự nhiên kêu, ha. Bây giờ anh kẹt công chuyện, anh phải đi gấp. Bữa nào gặp lại tâm sự nhiều hơn, ha. Em cho anh số phone của em đi. Thôi, khỏi phone, khỏi gặp. Xa anh là tôi ăn được ngủ được, lên gần 10kg tôi mừng muốn chết rồi. Lẹ, đừng có tàn nhẫn với hứng như vậy mà. Tôi đã nói rồi, đừng có kêu tôi bằng Lẹ nữa. Cái tên Lẹ tôi đã cho vào dĩ vãng lâu rồi. Bây giờ tôi là Lệ, mà không phải Lệ thường, không phải Lệ đứng nghiêng, mà là Lệ lắc, hiểu chưa? Lắc qua lắc lại chứ không đứng tại chỗ. Tôi không phải là con Lẹ bán mía ghim ngu si dốt nát, tin lời gã vũ sư dở hơi làm biếng nữa đâu. Vậy là em quyết định vĩnh viễn xem anh như là người xa lạ phải không? Còn phải hỏi. Ta chia tay nhau còn chi nữa, lời cuối chưa liên tiếp vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ nay ta trao nhau lời cuối. Người ơi, anh phải quên em sao? Hình bóng thân ấy không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên? Làm sao thay kể anh? Làm sao anh lãng quên? Làm sao thì kể anh? Làm sao anh lãng quên? Làm sao kể tía anh? Ủa? Ai mà trong tiềm thức thấy quen quen ta? Để suy nghĩ coi. À, Lệ lắc đây mà. Ủa, mày tuyên bố mày không thèm đặt
chân vô cái vũ trường này nữa mà. Tất nhiên, chị tưởng là tôi thích tới đây hả? Có chuyện mới tới. Sao? Lúc này nhìn chị khỏe không vậy? Khỏe đều đều. Ủa? Lúc trước mày kêu tao bằng má mà, sao bây giờ mày hạ xuống còn chị vậy? Lúc trước á, bà là má mì, coi tôi là vũ nữ thì tôi phải kêu bằng má, hiểu không? Thì bây giờ tao cũng còn là má mì. Trời ơi, bà bây giờ vẫn còn y má mì hả? Không sai. Xui quá tôi cũng lên luôn là má mì rồi. Vậy sao? Trời ơi, ngang cơ đó. Kêu bằng chị là còn nể lắm rồi, chứ mai mốt là bằng con á, con má mì á. Cái đó hơi quá à. Ủa mà tao nghĩ mày mà cũng là má mì sao? Trời ơi, bà mà làm được thì tôi dư sức làm được. Vậy chứ má mì ở vũ trường nào? Không có làm nội thành. Làm ở đâu? Đêm ngoại ô. Tự nhiên muốn vuốt râu ngang vậy à? Quên, vuốt loài đàn ông thế mẹ. Ôi, tưởng chỗ nào sang trọng, ở ngoại ô mà cũng phe nữa sao? Đừng có coi thường nghe, ở ngoại ô dễ quậy hơn ở nội thành. Nói mày đừng có tự ái chứ, làm má mì vũ trường ở miệt ngoại ô thì cũng giống như là làm chủ quán ở chòi chăn dịch vậy thôi. Còn làm má mì ở vũ trường trong nội thành á thì mới mang tầm cỡ một bà chủ xí nghiệp chăn nuôi gia cầm gia súc chứ. Vậy hả? Vậy mà có một bà chủ tầm cỡ mà cứ lén lút mò ra cái chòi của người ta để ăn cắp dịch đi chứ. Mày ám chỉ ai? Có tật giật mình. Nếu không phải là bà thì bà đừng trả lời tôi. Thôi giờ tôi nói thẳng luôn, tôi nói bà làm như tôi không biết bà tính dụ dỗ mấy đứa vũ nữ của tôi về đây hả? Bà đừng có hòng qua mắt tôi. Tao sợ mày quá. Phải sợ thôi. Tao sợ mày ghê. Xê, tao đâu có thèm dụ dỗ. Tự tụi nó biết cần đáp ở chỗ nào, đất lành thì chiếm đậu em ơi. Nói cho bà mừng, nói chung thì cũng có mấy đứa nó tính theo bà. Vũ nữ khôn ngoan lắm, đâu có cản được em. Nực cười. Trời ơi, bà nghĩ tôi cản hả? Tôi đâu có cản. Tôi cũng không có chửi bới, tôi cũng chả trách móc tụi nó lời nào hết á. Tôi chỉ nhẹ nhàng chỉ cho tụi nó coi những cái vết thâm đen đầy trên hai cái chân tôi. Rồi tôi nói đây là mớ hộp xoàn mà tôi sắm được trong những ngày làm vũ nữ ở vũ trường của bà. Đất lành chim đậu. Cái con này mày. Chim đâu không thấy, mày chỉ thấy muối. Con nào con nấy bự như con cào cao. Mày coi con làm vũ nữ của bà ngồi đâu là gái đó, mắc cỡ, rất mắc cỡ à. Mày nín. Ê, mày đừng có biêu ríu vũ trường của tao nghe. Mày là má mì con thì phải nể má mì sư mẫu nghe. Tôi nể chứ, tôi nể nên tôi mới tới đây nói chuyện nè. Chứ tôi mà không nể đó, tôi bụp vào trong mặt bà rồi. Mày nín. Mày hổn với tao nha, là mày chết à, mày vô tận sào huyệt của tao rồi. Mày còn dám chọc điên tao à, tao cho đàn em của tao làm việc thẳng tay với mày nghe. Trời ơi, sao bà cũng y như ngày xưa bà ở hù vậy? Bà hù hoài vậy? Vũ trường ấy nhẹ, bà tiền đâu mà nuôi đàn em? Đàn em là bây giờ chỉ có tôi thôi, tôi mới có đàn em. Tao. Bà là làng là sớm lên gì tôi không có. Tôi chỉ cần cái búng tay nhẹ thôi. Bây giờ làm sao? Lâu quá mai massage phải không? Tôi gọi tôi nếu vô massage cho bà nha. Mày đừng có kiếm chuyện với tao nha. Bà xuống nước rồi đó hả? Chiêu của bà xưa rồi, bà lên bà xuống, tôi đoán là tôi biết liền à. Tao lên nước lại nè, làm ăn phải có cạnh tranh chứ. Hai bà, không phải bà lên nước mà anh này bà lên giọng, bà ráng bà lấy hơi bà lên, bà coi chừng bà lòi ruột bây giờ. Tao. Đó, thấy không, tao nói ngoài khả năng chi vậy? Bình thường đi. Tao không có dụ dỗ ai hết. Vậy có thấy khỏe không? Mà cũng không có giữ ai hết á. Đứa nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi vậy đó hà. Thiệt vậy không?
tao mà nói láo á thì cho sau này á tao tao làm má phở nè, má hủ tiếu nè, chứ đừng nói là làm má mì túi tuyết như bây giờ ở đâu. Trời, bà nghĩ bà còn làm được phở hủ tiếu mì nữa sao? Bà chỉ có muốn riêu tai. Thôi được rồi, tôi tin bà. Tôi cũng muốn đuổi cùng giết tận, chừa cho bà con đường sống để lấy đức về sau. Dạ thưa má, cho con đi. Ủa, mày đi đâu vậy Mộng Lâm Ba Đa? Dạ con đi về vùng ngoài ô, có vũ trường kia, khách tới lui thật đông, chắc tiền khách bo thật nhiều. Còn ở đây chẳng có ma nào vô, bữa cơm ăn toàn khô, riết rồi con ốm nhom. Đi đâu có dễ vậy con? Vũ trường của tao đâu phải là cái xe buýt mà muốn lên thì lên, mà muốn xuống thì xuống con. Má mới nói ai muốn tới lời thì tới, ai muốn đi thì đi mà. Bà bị mất trí rồi. Vậy là mày muốn đi ha? Thôi được, tao không cản. Nhưng suy nghĩ đi, ai đưa mày từ bến đò về đây? Má Tú Tuyết. Vậy thì mày suy nghĩ đi, đạo đức và lòng nhân ái của mày để đâu mà mày nỡ nào? Mày phản bội lại má chứ. Thương quá. Trời ơi, giọt nước mắt dối trá kìa, thấy ớn không? Hỏi chưa hết mà bắt nó suy nghĩ sao được. Nè Mộng, nghe hỏi tiếp. Ai ăn chặn tiền bo của khách? Má Tú Tuyết. Ai sắm bộ đồ có 200 mà má bán lại cho vũ nữ 2 triệu? Má Tú Tuyết. Ai cho mượn tiền góp mà lấy lời cắt cổ? Cũng là má Tú Tuyết. Trời ơi, sao má Tú Tuyết nhiều quá vậy? Vậy thì tình nghĩa cỡ đó đi ở. Dạ, một đi không trở lại. Vậy quyết định theo ai? Má Lệ Lắc. Vậy thì theo liền đi, nói gì nữa con mình đi. Mộng, con hãy nhớ lại đi Mộng Lâm Ba Đa. Ngày nào con ở nơi làng quê, bên đò xưa thấy con đang chèo đang trông, má đem con đến nơi sang giàu, tổ phấn son mặn mài, áo quần lúa là cao xa. Sao con bỏ đi cho đành? Con không nhớ gì sao con? Con phải nhớ lại những kỷ niệm xưa giữa con và má, đẹp quá mà con à. Đừng bỏ má con ơi. Chính là đẹp quá thành ra mới bỏ đi vậy đó. Trời ơi, thôi kêu réo gì nữa, nó đã gút bay dĩ vãng rồi. Trời ơi, tôi má mì nó cười mương tôi nữa. Cái đồ phản bội, đừng tưởng tụi bay bỏ đi thì vũ trường này dẹp tiệm đâu. Còn lâu. Vũ sư Nguyễn Hưng, Nguyễn Hưng đâu rồi? Hưng ơi. Ai bảo tôi sai? Tôi chẳng hề sai. Tôi sai rồi, ngày mai tôi sẽ là sai. Hưng. Nào kêu má mì Tú Tuyết kêu được không? Gì vậy? Gì? Nghe tôi nói gì không? Kêu âm sầm hả? Nãy tôi thấy con Mộng Lâm Ba Đa nó xách cái vỏ xách nó đi rồi. Còn ai nữa đâu mà dậy nhảy với nhót kêu tôi chi? Nó đi kệ nó. Đứa nào bỏ má mì này ra đi thì sớm muộn gì cũng nghèo khạt ra tro, nghèo ho ra máu thôi à. Sao tôi còn ở đây mà tôi cũng nghèo khạt cái tro, nghèo ho ra máu nè? Phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Khoan. Gì? Có mùi. Mùi gì? Vũ sư mới uống rượu bia gì đó phải không? Chút chút thôi. Uống có trả tiền liền không đó? Tiền đâu uống vũ trường. Tôi mới ra ngoài chơi hết xị ngoài lề đường đó. Vậy là tốt rồi. Nè,
còn tỉnh táo không? Sai xưa gì, sĩ mà nhảm gì. Vậy nghe tôi bàn công chuyện nè. Ông có nói là ông có nhiều học trò lắm phải không? Dĩ nhiên, vũ sư tên tuổi như tôi thì học trò nhiều như kiến luôn. Đẹp không? So với mấy vũ nữ của bà thì học trò tôi hơn gấp 4 lần luôn. Vậy lập tức ông kêu gấp mấy đứa gì đây cho tôi. Vậy à? Thì để tối nay vũ trường mở cửa chứ làm gì. Không có vũ nữ thì làm sao gọi là vũ trường được. Ai mà thèm vô chứ. Kêu mấy đứa về đây làm vũ nữ. Đúng vậy. Được thôi. Nhưng mà phải ứng trước số định cho tụi nó chứ. Thì tới đây có khách, khách bò chứ ứng trước làm gì. Lúc này bà cần tụi nó chứ tụi nó đâu có cần bà đó. Đúng không? Không đưa tiền son phấn, tiền đổ xăng. Trời ơi, sức vây tụi nó tới. Thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Đợi tí. Nè, cầm đi. Cần thấy ông là đòi tiền hả? Đó. Suy nghĩ gì nữa? Còn tôi gì? Ủa làm sao? Tôi đi bộ kiếm tụi đó hả? Bà mới đưa tôi tiền xe ôm đi chứ. Mà chưa chắc gì kiếm tụi nó được à ngang. Tụi nó hay đổi chỗ ở lắm à. Phải chạy vòng vòng mới tìm ra hơi nặng ký như xíu. Tôi biết rồi. Nè. Tranh thủ cơ hội rồi làm tiền hả? Thêm tờ nữa đi. Thêm tờ nữa thôi. Thôi được rồi, đây nè ông nội. Đi lẹ giùm con cái đi. Tối nay mà không có vũ nữ á thì tôi bắt ông đánh phấn, thoa son, mặc áo dài, áo hai dây, sừng xám, sa rê đứng tiếp khách đó nghe. Mà tôi thiết nghĩ ông mà mặc những cái thứ đồ đó, khách nó ói lên, ói xuống là chết luôn đó nghe. Tôi không dám đâu, không dám mặc như má mày đâu. Cho bây giờ tôi đi vậy tôi kiếm tụi nó được rồi. Bây giờ tôi lấy gì tôi liên hệ với má mày. Cho tôi mượn cái điện thoại đi. Có lý ha. Nè, ông giữ cái điện thoại đi. Có gì tôi liên lạc với ông nghe. Thôi đi lẹ lên đi. Bye bye. Ta cương quyết không bao giờ để vũ trường phải đóng cửa. Tại sao? Tại vũ trường mà đóng cửa thì mình biết làm gì sống bây giờ. Cha mẹ ta sinh ta ra là chỉ biết làm má mì. Má mì tú tuyết thôi vậy đó. Mày làm cái gì vậy? Mà mày lên đồng hả? Đâu có. Sao mà làm mày rùng mình dữ vậy? Anh để ý cái vụ gì hôm nay? Vụ gì? Anh thấy cái vũ trường này có cái gì không khí lạ lắm nghe. Ừ ha, mày nhắc tao mới nhớ nghe. Tự nhiên sao mày kể cái tao nổi da gà lên liền à? Đó. Vũ trường gì mà thấy lạnh tanh nữa. Rùng rợn quá vậy. Vũ trường hay chiến trường? Còn mấy người khách ngồi đằng kia sao thấy không có nhúc nhích gì hết trơn mày ơi. Ê anh hai ơi. Cái gì? Nói chơi vậy thôi á, chứ anh hai nhìn kỹ đi anh hai. Nhìn gì kỹ? Nhìn thấy nhỏ đó chưa? Nhỏ nào? Đó. Trời ơi, trắng bóc thấy chưa? Sao? Cặp giò dài đã nghe. Sao? Nhỏ này mà hồi ra nhảy đầm với em xứng lắm anh hai. Xứng lắm á, nó cao 1m7 là ít á. Mà ra mà nhảy đầm mà đứng tới nách đó con mày liền á. Anh hai đừng giỡn, trời ơi bắt quá em nhón nhón lên chút có sao đâu. Mày nhón mày nhảy đầm chừng bài một thôi, mày dợp không bẻ tụi con mày liền á. Bởi vậy ăn nói vậy không sợ bên kia người ta. Anh hai ơi. Cái gì? Em làm bộ lớn tiếng vậy mà sao không thấy bển động tĩnh gì hết anh hai. Mày nhát tao nữa. Mày đừng làm tao hồi hộp nha mày. Đâu bây giờ thử anh qua bển anh nghiên cứu hỏi thăm coi. Để tao làm bộ tao đi ngang coi họ làm gì nha. Có cần dây an toàn không? Được có gì tao la lên là mày kéo tao lại liền thôi. Rồi rồi. Cái gì vậy? Con gián. Làm hết hồn rồi. Du, có hồ quẹt không? Làm ơn cho mồi đĩa thuốc đi Du. Cái gì vậy? Cổ cười với tao kìa. Cười hả? Cười hả? Yeah. Hello Du. Mâm ruột cái coi. Trời ơi, con quỳ cụ lặn đâu mà. Cái gì vậy? Rụng tay, cái tay rụng ra rồi. Nè, không phải người ta mày ơi. Không phải người chứ lạ giống gì? Hình nộm. Khách trong này toàn hình nộm không mày ơi. Trời ơi, đội đầu tóc giả nữa nè. Trời ơi,
Trời ơi kinh dị quá. Thôi tính tiền về lẹ lên. Khoan này, tính tiền có ai không? Phục vụ đâu? Trời, xẹt vía xẹt vía. Mày có coi phim ma búp bê chưa? Có. Trong đây toàn búp bê không á. Thôi trời ơi lẹ lên, tính tiền tính tiền anh hai ơi. Còn tính tao tiền. Tao với mày là người ta ở đây thôi à. Em phục vụ đâu hết rồi ta. Anh hai ơi, chắc tao mày lọt cái vũ trường ma quái rồi. Đừng giỡn à. Này, một giỡn hai ba chạy liền nha. Rồi. Chạy chạy. Sao không ở chơi mà đi đâu vậy? À, ma, ma, ma. Nín quá. Má chứ không phải ma đâu mà la. Má mì. Ủa má mì hả? Trời vậy mà làm hết hồn. Sao trong vũ trường mà để hình nộm tùm lum vậy má? Đó là kiểu trang trí nội thất mới nhất đó em trai à. Kiểu trưng bày trang trí như vậy mới thấy ấm cúng. Hèn chi, trang trí như vậy mới dụ được tụi tôi vô đây nè. Nãy bước vô tưởng vũ trường này đào đông lắm, khách nhiều lắm, ai ngờ có hai thằng tôi. Vũ trường gì mà không có một bóng sẹt via nữa. Kêu tính tiền ra không, không nghe ai trả lời hết trơn á. Có chứ. Nhưng tại vì có tính tiền thì mấy anh cũng không có về được. Ủa sao vậy má? Cửa khóa rồi. Ê! Ê! Bộ tính nhốt tụi tôi hả? Trời ơi, vũ trường chứ đâu phải cơm tù đâu. Bộ khách vô khóa cửa làm sao hả? Nhốt đâu mà nhốt. Thông lệ của vũ trường em á là hễ khách vô là khóa cửa lại, để khách được tự do nhảy và tiếp tục thân mật với vũ nữ, khỏi sợ bên ngoài người ta dòm ngó. Tại nãy giờ em bỏ quên cái chìa khóa ở đâu rồi, kiếm hoài chưa có ra nên mở cửa không có được. Ê đừng có giỡn nghe, không có chìa khóa thì lấy búa mở cho tụi tôi về, ơn lắm rồi nghe. Mấy anh chưa nhảy nhót gì mà về chi cho sớm vậy? Vũ nữ ở đây đẹp như tiên vậy mấy anh à. Mấy anh bỏ qua là uổng lắm đó nghe. Nãy giờ thấy mặt móc vũ nữ nào đâu mà đẹp với không đẹp. Ủa nói vậy tụi nó chưa ra chào bàn mấy anh hả? Mấy đứa này tệ thiệt à. Chắc tụi nó đang trang điểm. Mấy anh thông cảm chờ chút xíu nha. Xin lỗi, em nghe điện thoại rồi em lo cho hai anh liền nha. Alo. Alo ai đó? Hứng đây, Hứng nè. Trời ơi, sao lâu quá vậy ông nội? Có đứa nào chưa? Có hai đứa. Tụi nó về nãy giờ lâu rồi. Đứng đâu trước cửa đó, ông ra ông coi coi. Trời ơi, sao không nói sớm? Điện thoại cho tôi một cái đi. Bây giờ rồi, gọi nè. Trời ơi, đi ra tôi mở cửa đã. Thôi thôi, tắt máy liền, tốn tiền điện thoại chết à. Hai anh. Vậy? Vậy? Hên quá, có hai cô gái đẹp ơi là đẹp đứng trước cửa chờ hai anh đó. Thôi ngồi đây nghe, để em dẫn hai cổ vô trình diện với mấy anh nghe. Lẹ đi bà. Trời ơi. Trời ơi, chim bao hay là sự thiệt? Ôi, lỡ rồi. Thôi. Hai em, tiếp hai anh đi hai em. Trời ơi, anh hai ơi. Tôi nó bự quá, mày nhắm mày chịu nổi không? Lỡ rồi chơi luôn anh hai ơi, mà cái eo đâu anh hai? Eo nằm nách đó. Rồi sao ôm? Không nhảy đại đi. Rồi. Ê, ê, sao nó trông mặt quá. Làm cái gì dữ vậy trời? Trời ơi, thôi, về, không có nhảy gì hết á. Nhảy đầm mà bạo lực quá. Từ nay về sau tao không bao giờ đi vũ trường này nữa. Khoan anh ơi, đứng lại nghe em nói. Anh ơi khoan về anh ơi. Các anh khoan về. Tắt nhạc đi. Tắt nhạc. Trời ơi, muốn tuột máu luôn vậy. Vũ trường khăn ngay, khách khăn đi hết. Ê, người khách à, rốt cuộc cũng biền biệt bỏ mình ra đi à. Hàng quỷ bập tránh ra mày. Nghe lén hả mày? Trời ơi, thằng cha Hứng. Thằng cha Hứng này giết tôi rồi. Mày đợi tao mày chết với cao Hứng ơi. Alo. Hứng đây, Hứng đây. Trời ơi. Trời ơi, tôi kêu ông mà đem hai cô gái đẹp. Ông đem hai cái cổ thụ đem vô trường làm gì vậy ông nội? Đó thì gấp 4 lần đó. Tôi nói ông nội, gấp 4 lần vụ nữ của ông. Không tin đem cân thử đi. Trời ơi, gấp 4 lần vũ nữ của tôi. Ông làm ăn ở trong dẹp tiệm luôn. Bye bye, đừng kiếm tôi nữa nghe, bye. Hưng, Hưng ơi, mày.
Chọc tao hả? Chọc cơn má mì này hả? Tao phang cho mày chết. Bây giờ là mày u đầu, mày ốc mày phun phèo phèo rồi phải không? Chọc tới tao mà còn như sức đàn ông, tao chơi với mày nè. Tao quăng cho mày lủng đầu mày đó. Mày biết tại tao. Mày chết. Chết. Trời ơi. Ủa, cái điện thoại. Ê, trời ơi, cái điện thoại này của tôi mà. Trời ơi, dục tóc là bốc dục. Ủa, dục tóc là bốc đạt. Không sao, còn cái điện thoại nữa. Mình gọi cho nó. Mình gọi. Ủa, hồi nãy mình đưa nó cho nó luôn rồi. Trời ơi, tay trắng. Gió thổi vô nhà trống. Hứng ơi, mày làm tao mất hứng. Mà tao mất hứng thì mày mất mạng. Hai điện thoại 12 triệu. Vậy là tiêu rồi.